em lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ, tại vì mẹ em là không có ở bên cạnh được với em. Em sợ là mẹ lo lắng á, em cảm giác như là mình bị cả thế giới bỏ rơi. Mình cảm thấy mình vô dụng, giấc ngủ mình cũng bị xáo trộn nè, về thân hình mình cũng không còn giống như hồi xưa nè. Rồi mình phải chăm thêm một con người mà nó không có biết nói để mà mình như thế nào mà mình phải đoán. Bé cuốn bị dị ứng, bác sĩ nói là một trong những em bé mà cơ địa dị ứng dữ dằn nhất mà bác đã từng khám. Chị cảm nhận rõ cái tình mẫu tử nhất là lúc đó bé tầm khoảng chừng hơn 2 tháng. Chị bồng em bé, dỗ em bé thì em bé ôm chị. Khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc đầu tiên mà chị cảm nhận được, ô mình là mẹ. Bé hiện tại là cũng còn ngủ với chị nè. Chị thấy điều đó là niềm vui của chị. Còn ảnh nói con ơi, chừng nào con đi qua phòng khác con ngủ giùm cho ba. Nhưng mà bé thì nó nói rất là hài hước, nó nói con muốn ngủ cho tới lớn bằng mẹ luôn. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Hội Chị Là Mẹ. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai cặp mẹ con rất là đáng yêu. Cặp mẹ con đầu tiên, xin chào quý vị khán giả, chào Thanh và chào Ngọc. Mình tên là Vi và con của mình tên là Cuốn, mới vừa sinh nhật 5 tuổi ạ. Em chào chị Vi, chào bạn Thanh. Mình tên là Ngọc Huỳnh, con gái của mình tên là Jay. Hiện tại bé được 5 tuổi rưỡi. Thật trùng hợp, hai bé của chúng ta đều ở độ tuổi số 5. Con của em cũng ở số 5 luôn ạ. 5 tháng. Dạ, 5 tháng. Không, mà bé lớn của em nhìn là 5 tuổi nha. Ồ, vậy hả? Dạ. Nhưng mà không thể nào ngồi yên được như hai bé nhà mình đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tua lại một chút xíu về hồi ức thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Thì lúc đó thì chị như thế nào ạ? Hồi đó thì mình chắc chắn là nhỏ con hơn bây giờ. Thường là đi chơi với bạn bè, tụ họp rồi giống như những cái bạn mà tuổi thanh thiếu niên bây giờ thôi. Năm 19 tuổi thì mình bắt đầu sang Mỹ. Rồi mình quen với lại chồng của mình. Vài năm sau mình mới mang bầu bé đầu tiên của mình. Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Hình như là 23 tuổi thì phải. Còn chị Vy sao? Chị Vy cưới năm bao nhiêu tuổi? Chị á hả? 29 tuổi lấy chồng. 29 tuổi lấy chồng. 2 năm sau mới có baby, mới có bầu chứ. 1 năm sau đó thì ở 9 tháng sau khi có bầu thì mới đẻ. Thì nhiều rối loạn quá em. Còn nói về thời son trẻ của chị hả? Nãy lần nha. Nãy lần chơi đi bời đồ này nọ nha. Vui vẻ lắm, enjoy cuộc sống. Thôi lên xuất sáng không chị? Giữa thôi, giữa đi. Ở đó chị ốm hơn không, giờ không? Cũng y chang như giờ. Bây giờ chị mới vừa được quay trở lại cái số cân nặng của ngay cái thời điểm đó là 42-43kg. Chứ còn trước đây khoảng tầm 1 năm thì mình cũng tròn tròn. Mà mình cảm thấy là khi mà mình tròn như vậy mình không muốn quen á. Tại vì tạng của chị từ xưa tới giờ chỉ tầm 40-42kg thôi. Người chị nhỏ con lắm. Chúng ta sẽ đến với giai đoạn bầu bí. Đây là chiếc hộp bí mật sẽ khui ra những hashtag. Chúng ta sẽ đến với hashtag đầu tiên nha mọi người nha. Hashtag đầu tiên, cảm giác cả thế giới bỏ rơi. Wow, đây là ai bây giờ? Chắc là chị á. Là chị hả? Chứ em dành cái hashtag ra là em bất ngờ luôn rồi. Em bất ngờ chứ, tự nhiên cả thế giới bỏ rơi là sao? Không ai bỏ rơi bà bầu hết trơn á. Chị nghĩ cái lúc này chắc là sau giai đoạn sau sinh. Chị có cái biểu hiện của trầm cảm sau sinh. Và chính xác là cảm giác bản thân mình vô dụng. Mình không làm được một cái gì khác ngoài cái việc là quanh quẩn ở trong phòng. Chị sinh em bé xong là chị ở cữ đó. Bây giờ nhìn lại thì cũng rùng mình nhẹ nhưng mà cũng không cảm thấy ghê gớm như vậy. Như lúc đó thì mỗi tối hầu như là không ngủ được, chắc ngủ được 2-3 tiếng gì đấy. Xong rồi phải dắt sữa cho con bú nè, rồi dỗ con nè, rồi 2 tiếng là phải dắt sữa, 2 tiếng là phải dắt sữa. Bên cạnh đó bé cuốn chị còn bị dị ứng đạm. Dị ứng đạm bò. Đúng. Nếu như chị uống sữa, chị ăn những cái thức ăn có chứa canxi hoặc là trứng hoặc là bò này nọ đó thì nó sẽ bị nổi người lên. Chị chỉ ăn được cơm với thịt heo thôi. Trời ơi, là trầy trật từ lúc bầu tới khi lúc đẻ luôn. Còn chị thì sao? Thật sự thì em cũng có cái cảm giác như vậy nhưng mà nó lại là một cảm giác khác. Em sinh bé ra thì em có một mình em à. Chồng em thì ảnh sinh được nghỉ có khoảng một tuần lễ. Đẻ bé là đẻ mổ. Em nằm bệnh viện hết cỡ khoảng 5 ngày rồi. Hai mẹ con về nhà thì ảnh đỡ nhà được với em có 2 ngày à. Cái đêm mà trước khi mà ảnh đi làm trở lại không biết sao mà cái cảm giác em tủi thân. Em giống như không phải tủi thân. Sợ. Em không biết là em sợ là ngày mai nếu mà ảnh đi làm rồi á, có một mình em ở nhà với bé nó sẽ như thế nào.
cái tự nhiên lúc đó mình cảm thấy nó khủng hoảng, và lúc đó tự nhiên em khóc. Chồng em anh cũng chia sẻ với em, anh nói là chắc tất cả mọi thứ sẽ không sao đâu. Em lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ, tại vì mẹ em là không có ở bên cạnh được với em. Em sợ là mẹ lo lắng á, nên là lúc nào đối với mẹ và gia đình ở Việt Nam là em cũng tỏ ra rất là mạnh mẽ. Đúng không? Nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình là mình cảm thấy là nó không có được ổn. Khi mà anh đi làm rồi đó thì mình mới tập dần quen, từ từ mình thấy ok. Em cảm giác như là mình bị cả thế giới bỏ rơi. Chị với lại chồng của chị là lúc nào cũng bên cạnh nhau. Nhưng ngay cái giai đoạn đó mình cảm thấy mình vô dụng mà, bởi vì mình không giúp được. Lúc đó là Văn Anh phải làm một set up một cái trung tâm giả âm nhạc. Mình không làm được cái gì hết, sáng ổng đi sớm rồi xong ổng đi quay, tối ổng về thì Văn Anh vẫn phụ chị để chăm Cuốn. Lúc đó Cuốn mới sinh ra nhỏ xíu thôi. Mình muốn mình tham gia vô cái câu chuyện đó với chồng mình nhưng không được. Chị cũng khóc, nằm khóc không biết vì sao mình khóc, mà nó kéo dài tầm khoảng chừng cả tháng trời. Em nghĩ là do khoảng thời gian đó chị ngủ ít quá nên đâm ra là cái sức khỏe của mình nó cũng đi xuống, tinh thần của mình cũng bị mệt mỏi nên đâm ra dễ bị suy nghĩ tiêu cực. Trong khoảng thời gian đó có ai chia sẻ với chị không? Không có ai chia sẻ, nhưng mà chị tự biết bản thân mình cần cái gì á. Chị nhắn tin cho bạn này bạn kia của chị á. Chị nói là nói chuyện với tao đi. Nói chuyện với tao đi. Nói chuyện với tao đi. Thí dụ như bạn nó bận cái chị nhảy qua bạn khác, chị nhắn tin lại chị nói chuyện đi. Một tháng trời chị không có bước ra khỏi căn phòng. Mà không ai qua thăm chị luôn hả? Có nghĩa là chị đang ở cử đó. Chị đang ở cử. Không, chị không cho ai qua. Chị không cho ai qua. Tại vì em bé còn quá nhỏ thì chị cũng muốn cho nó ổn định. Lúc đó chị ở với có mẹ của chị nữa. Người lớn thì lúc nào cũng sẽ nói là con phải nên ở cử đi, đừng có gặp ai này nọ, thì chị cũng muốn vâng lời, nghe lời theo cái kinh nghiệm của mẹ. Với một cái con người mà ngày hồi xưa là coi như là gần như là đi chơi rồi đi làm mày nọ cái kiểu không có ở nhà thường, mà bây giờ lại kiểu bó buộc với lại tâm lý sau sinh nữa, mình cũng cảm thấy là chưa quen, mình chưa thích nghi được. Tổng sau một tháng thì Văn Anh cũng chở đi đây đi kia rồi về này nọ thì mọi thứ nó khôi phục lại. Cái lúc mà mình ở cử thì đối với chị là tại sao mình không làm gì với ta, mình không làm gì giúp chồng người ta, còn em suy nghĩ trời giờ là lúc relax rồi, yeah. Ủa vậy đó. Em nghĩ là giờ là lúc nghỉ ngơi rồi đó, giờ mình làm nhiều quá, bây giờ mình hả được nghỉ ngơi là mình nhưng phải trân trọng cái thời gian này thôi. Em có thấy thật sự đó là nghỉ ngơi không? Em thấy nghỉ ngơi mà chị lúc đó không ai kêu em làm gì hết trơn, chỉ có ở nhà chăm con vậy đó. Đó là công việc, còn cái này là về giấc ngủ mình cũng bị xáo trộn nè, về thân hình mình cũng không còn giống như hồi xưa nè, rồi mình phải chăm thêm một con người mà nó không có biết nói để mà mình như thế nào mà mình phải đoán. Dạ. Mình vậy thì em thấy trộm vía là con của em nó chịu ngủ xuyên đêm á chị, ngủ xuyên đêm từ đêm tới sáng, còn sáng làm chơi với nó. Ủa không lẽ mới sinh ra là ngủ xuyên đêm vậy? Dạ đúng rồi, từ lúc đẻ tới. Dạ, ta nó thương em rồi. Nó thương em cũng trộm vía dạ. Chị thương em đó. Không biết con chị có thức đêm không? Con của chị có chứ, ngủ được vài ba tiếng là thức lại thì uống sữa. Con của tụi chị bình thường lắm. Nó như là một những em bé là phải thức dậy giữa đêm để tự uống sữa. Nên em cũng rất là thắc mắc trong lúc gì ở cử có trì trật như vậy không? Nãy chị có nói rồi, bé Cuốn bị dị ứng. Bác sĩ nói là một trong những em bé mà cơ địa dị ứng dữ dằn nhất mà bác đã từng khám. Nổ từ trên xuống dưới vậy nè, giờ chị vẫn còn giữ cái tấm hình đó, nó khủng khiếp luôn, nó nổi chít chít chít, nó chỉ là bị dị ứng với lại đạm sữa thôi. Có bị ngứa không? Ngứa. Ồ, dị ứng là ngứa. Phải đeo bao tay cho em để em đừng có gãi. Đó là bao nhiêu trầy tháng chị? 3 tháng. Bắt đầu ra tháng một cái là bị xong rồi chữa xong rồi gần lành thì mình không biết, thì mình lại cứ bình thường ăn uống bình thường, hoặc là em biết không? Chỉ ăn đậu thôi á, chỉ là ăn chè đậu thôi bé vẫn bị. Ăn bánh flan, ăn rau câu dừa mà ở trên nó có một cái lớp màu trắng trắng, nó có pha sữa đó. Oh, ok. Hoặc là nước dừa gì đó là bé cũng bị. Khủng khiếp, chị không ăn được một cái gì hết ngoài ăn cơm với lại thịt kho tiêu, thịt kho vịt. Đúng một món đó thôi. Trời ơi, cực quá anh chị. Chị có kiêng món gì không? Em thì em không có kiêng món gì hết. Em cho bé ti ở bên ngoài sữa công thức á. Chị để thường hay để mổ? Mổ. Cái vết mổ của em á, mấy năm sau thì em hết cảm giác là bị đau. Cũng khoảng cỡ 4 năm sau đó. Đó đúng không? Chị cũng vậy, nó khủng khiếp thiệt. Là đụng vô đau á chị hay là sao? Đúng rồi. Khi mà mình đè nhẹ vô mình cũng vẫn cảm giác cái gì đó. Tức là gió thổi qua thôi á, em cũng có cảm giác ngay cái chỗ vết mổ luôn em. Sao kỳ diệu vậy? Em đẻ 3 lần thấy vết mổ em nó như trâu bò. Đụng vô em đùng. Chị em thấy đau không? Em không đau á hả? Em không đau luôn á chị. Cha, bởi vậy mới đẻ 3 lần. Chị ơi. Của em. Ở nhà em đánh chồng mà hỏi sao? Có thể là do trẻ nên nó hồi phục nhanh hay sao. Em có định đẻ thêm đứa nữa không? Em có coi tử vi người ta nói là em đẻ 5 đứa lận, em cũng không biết sao nữa. Trời ơi. Cũng quả chị đẻ đứa là chị sợ đúng không? Đúng. Đẻ 3 đứa là bạn thấy như một giấc mơ vậy đó. Không quá là bình thường. Rồi chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo nha. Sợ không là người mẹ tốt. Tại sao lại sợ như vậy nhỉ? Chắc là chị quá hả? Chị hả?
Có nghĩa là chị đã từng chia sẻ rằng là hồi trẻ đó chị không nghĩ là chị sẽ lập gia đình hoặc là chị sẽ làm mẹ. Bởi vì đối với chị á, cái việc mà sinh con ra xong rồi nuôi và dạy nó là một cái việc rất là khó. Và mình cũng không đoán trước được mọi chuyện nó sẽ đi theo cái hướng như thế nào, cái năng lực của mình khi mình làm mẹ như thế nào, có đủ yêu thương hay không. Chị cần có sự tương tác qua lại. Ví dụ giống như là em thương chị thì chị sẽ thương em như vậy đó, chứ chị không có là tự nhiên cái gì là sẽ yêu thương mà một người thầm, nào đó một người nào đó thầm lặng. Thì khi mà mình mới sinh em bé ra, tất nhiên là em bé cũng chưa có. Đây đưa cho bạn đây con. Cũng chơi cái khác con. Có nhiều cái để chơi, mình chơi cái khác con. Trời nó nín. Có búp bê nè con. Không thể nào ngồi yên được như hai bé nhà mình đâu. Búp búp bê. Vậy hả? Con chia ra đi. Con đưa bằng bạn 1, 2, bạch 3. Chia ra. Cái này là đúng. Cái này con siêu cơ mà. Thôi Jay đi. Con cứ đưa cho bạn đi. Hỏi bạn thích màu gì đưa cho bạn đi con. Chơi chung đi nè. Ừ, thôi con hỏi bạn thích màu gì con đưa ra đi. Con nói rồi nè. Trời ơi, con nói rồi mà nghe thêm. Con lại với bạn đi, con lại trước mặt bạn đi. Không sao, để xíu tự, các bạn sẽ tự về nhau à. Tụi con tự giải quyết nha, vui vẻ lên nha, vui lên. Chị kể tiếp đi chị. Bây giờ nhìn thấy em bé khóc thôi chị cũng cảm thấy là nó thắt ruột, quặn đau. Chị cảm thấy là khi mà mình thương một ai đó giống như là mình có một cái điểm yếu vậy đó em. Thật sự là khi mà mình sinh em bé ra, em bé chưa có sự tương tác này nọ với mình. Chị không biết mọi người như thế nào, nhưng mà tất nhiên mình biết đó là con của mình. Thật ra chị vẫn hoàn thành tốt cái nghĩa vụ người mẹ nha. Chị chăm sóc hoặc là ngay cả khi chị đang ngủ mà em bé chỉ cần cục cựa cái là chị bay tới liền. Mặc dù vết mổ đang rất là đau, nhưng cái là bản năng em. Khi mà chị cảm nhận rõ cái tình mẫu tử nhất là lúc đó em bé tầm khoảng chừng hơn 2 tháng. Chị bồng em bé, dỗ em bé thì em bé ôm chị, ôm xiết lại. Khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc đầu tiên mà chị cảm nhận được là mình là mẹ, mình có một cái em bé của riêng mình là con của mình. Và mình có cái trách nhiệm yêu thương, bảo vệ và dạy dỗ em bé làm sao để cho em bé cũng phải tự có thể yêu thương bản thân mình như vậy. Chị á, thật ra là không có ở với ba mẹ từ nhỏ, cho nên là cái cảm giác mình cũng không biết là mình sẽ phải như thế nào để cho con mình không bị cái cảm giác như mình hồi xưa. Lâu lâu mình sẽ có cảm giác đó. Nhờ như vậy thì mình mới luôn luôn có thể làm tốt cái vai trò người mẹ của mình. Em nghĩ rằng là ai cũng đều là lần đầu làm mẹ mà, nên là cũng đâu thể nào mà hoàn hảo 100% được. Nhưng mà khi mà con đến với mình á, và mình cảm nhận được là nó có mình là cả thế giới luôn, nên mình cảm giác là mình phải che chở, phải yêu thương thật là nhiều. Có đôi lúc mình làm cái gì đó hơi sai một xíu thôi mà mình dằn vặt hoài. Không biết chị Ngọc như thế nào. Đúng rồi, đối với chị thì Jay đi, có 6 cái con đưa cho bạn 3 cái, con 3 cái. Quýt ơi, mẹ nói nghe nè, mình có thể chơi cái khác mà. Con cứ để dành ở đó, con đem về nhà chơi. Thì đổ trên bàn, xé ra trên bàn. Bây giờ con tô màu thôi. Không sao, vẫn rất là ôn hòa, chúng ta có thể thỏa thuận. Đó, đúng rồi. Ba màu nhá. Rồi, okay, lấy ra đi con, đưa cho bạn đi con. Rồi, đưa cuốn nào. Cuốn cảm ơn bạn không hả? Vẫn còn tiếc nuối rất nhiều. Rồi, mời chị. Chị sợ là chị không làm được một cái người mẹ tốt y như là mẹ của chị đã từng là một người mẹ tốt đối với chị. Lúc nào chị cũng muốn, chị cũng học cái cách mà mẹ chị đã nuôi dạy chị để chị áp dụng vô. Chị bị cái bóng quá lớn của mẹ chị. Ê, hả? Khác nhau quá ha. Ý là cùng chung một hashtag mà cái lý do nó khác nhau á ha. Không phải là bị cái bóng của mẹ chị, nhưng mà đối với chị là mẹ chị là một cái người mẹ quá tuyệt vời. Yeah. Nên là khi mà mẹ chị dạy chị cái gì hay là tất cả những cái điều gì mà mình đã trải qua với mẹ mình á, thì mình muốn học những cái điều đó và áp dụng vô con của mình luôn. Còn cái hashtag nữa đúng với em ở cái chỗ là em thấy em có con sớm quá, lúc đó là em 21 tuổi. Xong rồi em suy nghĩ bây giờ mình nên đi kiếm tiền hay là mình nên lo cho con. Em lại cứ kiểu bị đắn đo giữa hai cái, rồi sau đó em chọn kiếm tiền. Và những lúc mà em kiếm tiền, em đi làm xong rồi tới khi em về á, rồi em ẵm con, cái con em thấy lạ em, cái xong rồi nó khóc. Em suy nghĩ mình là một người mẹ thật là tệ. Tại sao mình không chuẩn bị kinh tế trước rồi mình mới đi sinh con, mà bây giờ mình đẻ con xong mình mới đi lo kinh tế. Xong em bị dằn mặt rất là nhiều luôn. Lúc đó mẹ chồng em cũng có an ủi nó là tại vì con cũng cưới sớm nên mẹ cũng thông cảm với con từ từ đi, rồi con của con nó cũng sẽ cảm nhận được thôi. Sau đó em cũng cố gắng để mà cân bằng mọi thứ lại, và bây giờ tới đứa thứ ba thì em dành hoàn toàn thời gian cho con luôn. Chị đồng ý,
Với bé cuốn cũng vậy, tức là khi mà có bầu và để sinh bé cuốn ra là chị dành hoàn toàn 3 năm đầu tiên là chị không đi đâu hết, không làm gì. Tất nhiên là mình cũng phải kiếm cái công việc để cho mình có kinh tế, nhưng mà cũng nhẹ nhàng, mình ưu tiên thời gian cho em bé. Tới giờ nó vẫn là một cái quyết định rất là đúng của chị, bởi vì mình có thể theo dõi và mình biết được cái sự phát triển của con mình. Đúng rồi. Em thấy thường á, ở bên nước ngoài họ cho bé ngủ riêng rất là sớm. Đúng rồi. Thậm chí là lúc mà mới vừa sinh ra cỡ 1-2 tháng là cho ngủ riêng luôn. Đúng rồi. Rồi người ta chỉ có gắn cái camera vô cái phòng ngủ của người ta, rồi có tiếng động gì của bé thì người ta thức dậy thôi. Do hai cái nền văn hóa nó khác nhau nên là ảnh thì ảnh nhiều lúc anh thích dạy bé kiểu này, chị thích dạy bé kiểu kia. Bé thì hiện tại là cũng còn ngủ với chị nè, chị thấy điều đó là niềm vui của chị. Còn ảnh nói con ơi, chừng nào con đi qua phòng khác con ngủ giùm cho ba. Nhưng mà bé thì nó nói rất là hài hước, nó nói con muốn ngủ cho tới lớn bằng mẹ luôn. Chị với chồng chị là có nhất quán trong cái việc nuôi dạy con không? Nhất quán lắm. Để em suy nghĩ coi em với chồng em có gì không ta? Hai đứa chắc cãi nhau mỗi ngày luôn á. Em thì em không cho tham gia luôn. Tại em thấy đùa giỡn với con quá là bạo lực. Chị không biết mà massage cho con mà em tưởng nó đang tra tấn tinh thần không á chị. Nó nói anh có gì massage cho con mà em lát nữa mình đi tắm cho con nha. Xong rồi chồng em vuốt chân mà vuốt vậy nè. Trời đất ơi. Mà hả vô tắm mà giống như đánh bóng lưu động. Đánh bóng lưu động. Trời ơi. Thiệt luôn á, gia đình nhiều khi không muốn cho chồng em tham gia. Tại vì thật sự là không thể nào mà nói chồng em giảm được cái lực xuống á chị. Chị muốn hỏi Ngọc là ở bên Mỹ á, gia đình mình chỉ có em thôi đúng không? Em có ở chung với người Việt nào nữa không? Cách đây hơn 1 năm là em có bảo lãnh ba với mẹ em qua bên đó ở rồi. Nên là ba với mẹ hiện tại đang ở chung với hai vợ chồng em. Nên nhờ như vậy mà bé em có thể nói được tiếng Việt rất là tốt chị. May mắn là khi em ở cái nhà đó thì có nhiều cô chú người Việt ở gần. Yeah. Nên là cũng lâu lâu tới gặp nhau. Giao lưu. Dạ, giao lưu. Em bé trộm vía ha, nói tiếng Việt rất là giỏi luôn. Chị Vi sao chị cho bé học trường như thế nào? Bé đang học mẫu giáo rất cưng, trường song ngữ rất cưng. Song ngữ đời về có nói song tiếng ngữ. Anh luôn. Trời ơi, nói tiếng Anh khủng khiếp lắm. Khủng khiếp luôn á hả? Khủng khiếp lắm, thí dụ như một cái câu là gì play play gì đó. Nếu như mà mẹ không vui á, thì con không chơi với mẹ. Cái câu đó là câu tiếng Việt nha. Chị ấy nói tiếng Anh. Nói với chị. Nói chị nha. You don't happy, I don't play you. You don't happy, I don't play you. Cũng ghê chứ gì ta. I happy, play with me. Trời ơi, em cho con học trường song ngữ mà sao nó không biết nói tiếng Anh ta. Học có được có đầu 3 tháng mà em. Cô giáo cũng có nói là bây giờ ba mẹ phải dạy thêm cho em bé ở nhà. Tại vì em bé nghỉ nhiều quá, coi như là không theo kịp bạn bè rồi. Ồ, sao nghỉ nhiều vậy ạ? Bệnh. À, trời ơi, tôi nghĩ bệnh hoài, xong rồi hết bệnh thì ba mẹ đi du lịch, cái con đi theo. Vì nè, chị nghĩ là sắp vô lớp 1 là không được nghỉ nữa đâu. Cho nên là bây giờ chị đi chơi nhiều lên xíu. Bé Giang cũng vậy, cũng là bệnh người cho nghỉ với lại đi đâu đi đây đi đó chơi. Nhưng mà bắt đầu tới vô mẫu giáo á, là cái trường ở bên nước ngoài người ta không có cho bé nghỉ quá 10 ngày. Chỉ như trong vòng 1 năm á. Một năm luôn. Ồ, không được quá 10 ngày. Em thì hả cho con đi học, nhưng mà lỡ như bữa nào mà kiểu như là bận quay một cái job gì đó mà cần có bé, xong rồi em nhắn tin xin cô ơi cho bé nghỉ một ngày nha. Bé quay quảng cáo hả mẹ? Ai cho thôi được rồi, để em cho bé đi học. Nhãn hàng tạo điều kiện cho con em được đi học. Đều bắt con em nghỉ học nha. Còn chị có cho bé đi du lịch từ nhỏ xíu không? Bé đi được từ nhỏ xíu, nhưng mà cái khoảng thời điểm mà dịch bệnh nó thì cũng mất 2 năm mấy không có đi đâu hết. Năm nay thì mới đi vòng vòng chơi ở trong nước nè. Còn chị thì sao? Chị đi du lịch rất là nhiều, tại vì công việc á, chị có chú ở bên Chicago á, mà lúc là chị ở một cái tiểu bang gọi là Michigan á, từ chị mà lái xe qua chú chị có khoảng 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ. Nên là chị cũng đi lại thường xuyên. Lúc mà chay cỡ khoảng 8 tháng tuổi á, là cái chuyến đi bay đi đầu tiên của chay là đi về Việt Nam rồi đó, là một cái chuyến đi rất là xa để về với ông ngoại bà ngoại. Còn mà dưới 8 tháng tuổi là chay đi tới đi lui giữa Michigan với lại Chicago rất là nhiều, đi New York, đi California thăm bà con, rồi đi du lịch rồi này kia, tạo thêm những cái content cho cái video của mình rồi đó. Đi như vậy thì em bé cũng thật ra là cũng có thể học hỏi và phát triển rất là nhiều. Dạ, đi nhiều như vậy đó thì cái việc mà đi du lịch đối với bé nó rất là dễ dàng. Mỗi lần mình đi vậy chỉ có mang theo cả thế giới nên theo em, thấy đồ bỉm sữa con em đồ này nó quá trời máy móc đủ thứ. Không, rồi. Chị nói chung cũng đơn giản lắm, tại vì cái suy nghĩ của chị là khi mà thiếu cái gì thì cái chỗ đó có bán. Yeah. Mình chỉ là chuẩn bị những cái gì đó thật sự là cần thiết, như cần thiết cấp thiết, chứ mình cũng không có na ra người nhiều quá. Nhưng mà lúc mà em bé còn nhỏ thì khác, còn bây em bé 4-5 tuổi rồi thì khác. Nếu như mà em bé mà còn nhỏ thì tất nhiên là mình phải mang theo những cái như là kiểu bình sữa rồi, hoặc là có máy hâm sữa. Giờ em cũng muốn cho con em nó đi du lịch mà thấy nó cũng còn nhỏ quá cũng chưa dám. Ôi, 5 tháng là đi phải dắt theo cái ba lô. Đúng rồi đó chị, phải đeo lên cả thế giới luôn á.
Khi mà hai chị nuôi hai bé được 5 năm rồi thì mình đã phát hiện ra một số tính cách nổi trội ở bé. Mình có thể bóc phốt một chút xíu ở con của mình được không? Mời chị. Có bóc phốt thì sao tự nhiên em quay qua em hỏi chị trước vậy ta? Tại em tò mò bé cún của mình có cái gì đặc biệt. Cún hả? Hay rất là hiền lành, không dễ có. Thương. Không, không, không. Là giáo viên đó. Là đất ơi, cô mới khen con luôn, con làm gì vậy trời? Cười nhất mấy mình. Cười cái gì kìa. Mình phải nhìn nhận đúng cái khuyết điểm của con mình. Ê, no, no. Đó, kỳ lạ lắm. Cún qua đây ngồi. Ở đây con. Lên ngồi mẹ. Ở đây nè. Come here, come here. Baby. Đi bắt đầu. Con muốn chơi hả? Chị Vy, mình quay trở lại chuyên mục bóc phốt con của mình đi. Gia đình của chị á, cứ mỗi tuần á sẽ có một cái buổi họp gia đình nha. Trời, đây cũng được tham gia buổi họp luôn. Tham gia đàng hoàng chứ. Trời, wow. Họp gia đình với ba mẹ và ông bà với lại Hippo. Hippo là quản lý của chị. Họp gia đình để nói ra những cái điều trong tuần vừa rồi mà nếu như mình có cái suy nghĩ gì. Đây là cái nhân vật sẽ thường hay được nêu tên nhất luôn trong cái buổi họp gia đình đó. Đến cái tuổi nghiền giống như khủng hoảng 5 tuổi hả? Hay cấu tuổi nào cũng khủng hoảng chị ơi, khủng hoảng tuổi lên 2, yeah. Tuổi lên 3, tuổi lên 4, tuổi lên 5. Cấu gắt nè, hay la nè, đặc biệt là hay làm mấy cái kỳ cục lắm. Thí dụ giống như cái xịt mũi mà để rửa mũi thì lấy xịt vô miệng. Hay bị bệnh là bởi vì rất là tò mò. Tò mò ăn kem đánh răng. Trời ơi, tự que luôn kìa. Tự que luôn, mọi người ăn kem đánh răng. Kêu là cuốn bỏ cái đó xuống liền, không được làm là phải cầm liền ngay lập tức, coi biết là cái gì. Đây là một cái điều ba dục hết đồ chơi của con ở nhà luôn. Ba dục hết luôn. Thôi chết rồi, này là con đang bóc phốt ba rồi đó. Có gì cho con chơi, con phải học hoài. Con phải học hoài kìa chị. Lấy lại đồ chơi cho con chơi nha. Đó, kết thúc cái hội là ba lấy lại đồ chơi cho con chơi nhé. Vậy mà con có chịu học không chưa? Chưa. Trời ơi, tự bóc phốt chính bản thân mình luôn đó. Mà ba dục tiếng. Đúng rồi. Trời, đồ chơi con linh hoạt quá, lúc dục lúc lấy. Còn mẹ con sao? Mẹ con hiền hay dữ? Mẹ con dữ và hiền. Dữ và hiền luôn mẹ, hả? Vậy là mẹ hay đánh mông. Trời, hay đánh mông luôn hả? Tại sao mẹ đánh vậy con? Ừ rồi, tại sao? Tại vì con uống trà không cây rót. Dạ thôi cảm ơn con. Bình này uống rất là không con rót. Cưng cái gì trời. Cưng lắm. Thôi chạy ra chơi đi con. Chị Ngọc, mời chị phốt con gái yêu của mình. Jay thì rất là hay mét. Ba Jay rất là thích ăn kẹo. Mà Jay cũng rất là thích ăn kẹo. Ngọc thì không có thích cho Jay ăn kẹo nhiều. Dạ. Yeah. Đó nên là ba ưa giấu kẹo. Nhưng mà khi mà ba giấu kẹo chỗ nào là Jay biết hết. Cái mỗi lần mà Jay muốn ăn kẹo là Jay chạy ra Jay mét. Jay nói mẹ ba giấu vô kẹo ở trên đó đó mẹ. Mẹ la ba đi mẹ. Mình hỏi là vậy là con muốn ăn kẹo phải không? Thế nói dạ mẹ cho con một cục thôi. Chơi với bạn bè á, cái gì cũng mưa mét hết trơn á. Hoặc là về Việt Nam nè, chơi với mấy anh em họ là cứ mẹ anh này làm gì con, anh kia làm kia con. Có cái tật ưa mét mà nhiều khi còn cuốn là còn xây dựng ra một cái câu chuyện đó, hoàn toàn là nó nhiều khi nó còn có những cái tình tiết tự suy nghĩ ra nữa, xong rồi cái hỏi là có thiệt gì không, không con nghĩ ra đó, con nghĩ vậy. Còn cái này nữa nè, mét mà bây giờ là có cái mét mà ghi âm lại nữa. Trời, là thí dụ như mấy anh làm gì là cầm cái iPad ghi âm lại xong rồi đi mét có bằng chứng luôn. Có bằng chứng luôn, mở lên mẹ mày nghe coi anh nói con vậy nè. Như là bên làm bên hình sự đó, tan chứng vật chứng đồ này nọ luôn á. Chị thử kêu bé lại hỏi thử bé là ba hay giấu kẹo ở đâu đi chị. Chay, ba hay giấu kẹo ở đâu con? Chắc là không biết nói cái chữ đó tiếng Việt là cái gì á. Chay đi, where did daddy hide the candy, Chay đi. Đúng trời đó, thấy chưa? hỏi tiếng Việt không trả lời, hỏi tiếng Anh trả lời tiếng Việt. Sao con biết nói tiếng Việt hay vậy? Con nói cho bạn nghe đi. Đúng rồi, giỏi quá. Wow, hay quá ta. Luôn. Chứ sao con biết nói tiếng Việt? Ai chỉ con vậy? Con tự biết hả? Trời ơi. Nhân dịp ngày hôm nay có sự xuất hiện của chị Tú Vy và chị Ngọc Huỳnh, và hai bé gái đã lên 5 tuổi, thì em nghĩ rằng là cái game của chúng ta sẽ thú vị. Lấy thun ở trong cái bịch này, mẹ cột tóc cho con và sau đó con sẽ cột tóc cho mẹ để xem các bé sẽ biến hóa gì ở trên tóc của hai chị nha. Thôi. Hay mời chị Ngọc. Tóc tôi đã ít rồi. Mỗi cặp mẹ con chúng ta sẽ có được 20 cộng thun. Thôi 10 cộng thôi mọi người ơi. 10 cộng nha. Chúng ta sẽ đến những giây phút bình yên khi mà mẹ cột cho con. 1, 2, 3, bắt đầu. Trên đầu. Ông chị ơi. Ông chị ơi. Mẹ nói cột đẹp lên nha. Mà làm cho con 5 cộng, làm cho mẹ 10 cộng cũng được.
Cậu được luôn hả? Cảm ơn con. Cô thấy này khó nha con. Đừng dụ là cô thấy khó đó. Đó, mẹ xong rồi con đốt cho xe xong rồi đó. Xong rồi. Bữa con xong rồi hả? 5 cộng 1, 2, 3, 4, 5. Quá là đẹp luôn chị ơi. Bên đây là hoàn thành đầu tiên nha. Bên mình còn chưa xong. Tôi làm cho mẹ hả mẹ? Ừ. Cún ơi, chuẩn bị nha con. Chuẩn bị hả 5 cộng nha con. Nãy giờ con cột cái cục pin. Nãy giờ con cột cục pin. Hết 5 cộng luôn rồi. Rồi xong, 5 cộng. Cô đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ sẽ đến với phần gây cứng nhất. Ghê quá, sợ á. Đó là con cột cho mẹ. Rồi con lên đây con đứng nè. Lên đây con đứng nè. Mà con coi sao có vậy? Con được hành mẹ rồi đó con ơi, mừng quá. Cột đẹp nha. Cột tóc cho mẹ, mẹ đừng có mình nói ác nha. Tóc mẹ rớt trù rồi mẹ ơi. Trời, tóc mẹ con vậy là mượt lắm rồi đó. Là bây giờ có đau chăng nữa là cũng không vượt la á đúng không Cún? Đau thì nói nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng sao ta? Dạ nói là Cún ơi, Cún cột đại với mẹ đi. À vậy hả? À mẹ thấy là mẹ hơi đau rồi đó Cún ơi. Mẹ ơi, Cún làm có đẹp thôi chưa mẹ? Sao? Ồ quá đẹp. Con sẽ cột đẹp cho mẹ luôn. Thank you. Bạn được 2 cộng rồi kìa, con mấy rồi? Lẹ lên. Ôi. Đau nghe con nha. Bình tĩnh nha. Thổi vô kìa chị. Thổi cho đỡ đau kìa. Trời ơi, vậy hả? Áo, chia đau quá. Cô có làm đau không? Không. No baby ơi. Yeah. Xin lỗi liền. Xin lỗi liền. Đau có một cái được không? Úi ta. Rồi tiếp rồi coi. Để chút xíu. Cục. Xong cái cộng tôi mày cái nè. Ngủ được 8 giấc luôn á. Trời tắc bích luôn à. Sao vậy? Rồi. Mẹ rối mẹ. Không có sao bị rối. Tao quằn á con, mày rối đâu. Tao quằn á. Áo. Á. Sao vậy? Sao đau dữ vậy con? Tao không biết cột đó. Trời ơi. Con không có làm đau đâu. Ở giữa này đi con. Mẹ ơi, mẹ giúp con vuông vuông rồi mẹ. Rồi, mẹ giúp nha. Trời ơi, hay quá, cục tắc bính luôn. Được chưa con, cộng thứ mấy rồi con? Cộng thứ tư rồi đó. Mày giờ cũng cộng. Mà thử nó chưa qua thật là lưu, mà nãy giờ trên đầu. Thôi, quy định đi, quy định đi em, hết giờ đi. Thời gian hết, hết giờ. Trời ơi, hết giờ rồi. Buồn quá, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, Quýnh ơi. Mẹ con còn nó phần lên nữa rồi mẹ. Không quan trọng thắng thua của nơi, không quan trọng gì thắng thua hết trơn ấy, là hết giờ rồi mình coi thử coi con cột cho mẹ đẹp cỡ nào thôi chứ cô đâu bắt con phải cột đâu. Vậy này con cột cái này vô đây nhé. Cột cái này vô đây là con thấy đẹp liền. Ok thôi, dễ thương quá, thank you. Con làm cái đẹp không? Quá đẹp luôn á. Cảm ơn nha, cảm ơn chay nha. Ồ, rất là ngọt ngào và ấm áp. Wow, trời ơi, cũng cột kiểu y chang của con luôn. Wow, giống trời luôn. Ơi, mẹ con mình chung khớp luôn. Đó, thấy không? 1, 2, 3. 3 đúng không? 4, hoặc như 4 á. Chị cũng được 4 cộng, trả lại 1 cộng nè. Con thấy cô ít cộng á. Ít cộng quá hả? Ít cộng á. Cảm ơn con. Có cột giống của mẹ. Có cột giống. Y chang luôn á. Ủa anh ra vậy? Ủa ra vậy? Trải qua game tương tác giữa hai mẹ con, chúng ta thấy được rằng là rất là đáng yêu. Có những cái khoảnh khắc rất là ngọt ngào. Mấy mẹ con nào mà chúng ta có thời gian hãy chơi thử trò chơi như vậy xem, để coi con mình có hiểu mình không nha. Và rất là cảm ơn sự có mặt của chị Tú Vi, bé Cún, chị Ngọc và bé Jay đã dành thời gian để đến tham gia chương trình Hội Chị Làm Mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Hội Chị Làm Mẹ. Hẹn gặp lại mọi người ở chương trình lần sau nha. Thân ái chào tạm biệt.